Mùa hè là thời điểm vàng trong năm cho gia đình, anh chị em, bạn bè tụ họp bên nhau trong những hoạt động giải trí nhằm gắn kết tình cảm. Có thể kể đến những hoạt động như đi du lịch, đi ăn, đi cắm trại hoặc là một hoạt động vô cùng thú vị là chơi game. Thật vậy, trong những năm gần đây, các sản phẩm game co-op ngày càng được ưa chuộng hơn. Khi một phần nào đó, nó giúp những người chơi được làm quen và kết nối với nhau thật dễ dàng. Mặc dù có vô vàn sản phẩm chất lượng và xuất sắc, nhưng việc cứ mỗi năm lại xuất hiện rất nhiều tựa game co-op khác nhau có lẽ sẽ khiến một vài người trong chúng ta ở đây phải suy nghĩ xem mình sẽ chơi game nào và game nào sẽ phù hợp với mình. Vậy thì, bạn đã tìm đến đúng video rồi đấy. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những thể loại game có thể chơi co-op trong mùa hè này. Và đêm đã đến, hãy cùng chơi game nào! Game đối kháng. Khởi đầu trong danh sách, chúng ta sẽ bắt đầu với những tựa game đối kháng. Ở mảng này, bên cạnh những ví dụ tiêu biểu như Street Fighter, Mortal Kombat thiên về đấu đơn, ở mảng đấu đội, chúng ta có dòng game Super Smash Bros. Của ông vua game gia đình Nintendo. Series game hiện tại đã cho ra mắt rất nhiều phiên bản khác nhau trên các hệ máy console của Nintendo, và Super Smash Bros. Ultimate là phiên bản mới nhất của dòng game này. Game cho phép tối đa 8 người chơi trong cùng một ván đấu, với số lượng nhân vật đông đủ từ các kho tàng franchise game khác nhau kết hợp với lối chơi vui nhộn. Đây hẳn sẽ là một tựa game vô cùng chất lượng để các bạn chơi cùng nhau. Còn nếu như bạn lại không sở hữu cho mình bất kỳ một chiếc máy Nintendo hay phiên bản Smash Bros. Nào cả, thì đừng lo, sẽ có một lựa chọn vô cùng đặc biệt khác có tên Brawlhalla. Tuy không có số lượng nhân vật đồ sộ như Super Smash Bros, nhưng tựa game này lại có ưu điểm lớn là miễn phí và góp mặt trên rất nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm cả iOS và Android. Thêm một lựa chọn khác trong chủ đề này, Gang Beasts, tựa game đảm bảo sẽ đem đến cho bất kể người xem hay người chơi một tràng cười sảng khoái với thiết kế đầy nhí nhố và dễ thương của các nhân vật. Thêm vào đó, việc các nhân vật game có chuyển động đầy chất cao su khiến cho mỗi ván đấu vừa gay cấn lại vừa tràn ngập những tiếng cười của người chơi. Phiêu lưu và hành động. Bây giờ chúng ta sẽ sang một thể loại game quen thuộc với rất nhiều người. Phiêu lưu và hành động, với kho tàng game cực kỳ lớn và đa dạng. Đầu tiên thì có lẽ rất nhiều cặp đôi hay nhóm bạn ở đây yêu thích việc nấu ăn cùng nhau phải không? Vậy thì chúng ta hãy cùng test kỹ năng kết hợp khi nấu ăn trong tựa game có tên Overcooked xem thế nào nhé. Game có 3 phần khác nhau, và qua mỗi phần chúng ta sẽ được du hành rất nhiều nơi. Cùng với sự đa dạng về thiết kế màn chơi và công thức món ăn, game yêu cầu những người chơi phải phối hợp với nhau thật ăn ý để tạo ra những món ăn thật chất lượng nhằm phục vụ những thực khách yêu quý. Overcooked có tiết tấu nhanh nên mỗi ván chơi, bạn cùng đồng đội sẽ có cơ hội trải nghiệm việc trở thành một người đầu bếp của nhà hàng 5 sao khi phải căn thời gian, theo dõi đơn và thao tác chế biến phục vụ món thật nhuần nhuyễn. Và tại nơi đây, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh tình bạn đi xuống, huynh đệ tương tàn nếu thường xuyên xảy ra những pha phối hợp không ăn ý. Tiếp đến, khi nhắc đến cướp biển, thì thứ đầu tiên bạn sẽ nghĩ đến là gì? Có lẽ là bộ phim cướp biển vùng Caribe với sự góp mặt của nam tài tử Johnny Depp nhỉ? Vậy thì, khi đến với Sea of Thieves, chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác được làm một cướp biển thực thụ, chinh phục đại dương giống như vị thuyền trưởng dở dở ương ương Jack Sparrow cùng những vị thủy thủ đáng mến, luôn sẵn sàng bắn nát con tàu của đối phương, hay tìm kiếm những dương kho báu quý giá, hoặc là bị một con Kraken đánh nát tàu rồi chìm xuống biển. Tất cả điều đấy sẽ tạo dựng nên một trải nghiệm cướp biển cực kỳ khó quên trên đại dương mênh mông rộng lớn. Nằm ngoài vòng pháp luật như vậy một hồi chắc cũng nguy hiểm lắm. Hay là chúng ta đi làm công việc nguy hiểm hơn nhỉ? Hãy đến với Keep Talking and Nobody Explode, một tựa game giả lập phá bom, và hãy đảm bảo rằng người bên cạnh mình sẽ không đưa ra bất kỳ thông tin sai sót nào. Không còn là những cuộc vui đơn thuần nữa. Cả hai người chơi, gồm một người phá bom và một người đưa thông tin, sẽ phối hợp để công cuộc phá bom trở nên suôn sẻ. Mọi giây phút trôi qua trong game sẽ cực kỳ căng thẳng và cả hai sẽ phải vô cùng chắc chắn với hành động tiếp theo của mình trong game. Keep Talking and Nobody Explode, đúng với tên gọi của nó. Hãy cứ nói tiếp đi và không ai sẽ phải phát nổ đâu. We must be on the wrong one. Okay, we have one strike, yellow flash. It still says green. Two strikes now. Căng thẳng vậy chắc cũng hơi mệt rồi. Hay giờ chúng ta đến với tựa game nhẹ nhàng hơn nhỉ? Hãy cùng đến với It Takes Two, Game of the Year của năm 2021. Một tựa game để lại rất nhiều cảm xúc cho những cặp đôi hay đôi bạn khi trải nghiệm và hoàn thành game. Bên cạnh đồ họa sinh động như những bộ phim hoạt hình của hãng Pixar, gameplay cực kỳ sáng tạo và nhẹ nhàng, It Takes Two cũng sở hữu cho mình một cốt truyện rất cuốn hút.
Kể cả khi bạn đang có xích mích với một ai đó, thì tựa game này có thể sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn trong mối quan hệ. Board game. Quay sang chủ đề board game, có lẽ những trò chơi như cờ cá ngựa, cờ tỷ phú đã để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho rất nhiều người. Ngoài việc chơi trực tiếp trên những bộ board game mua từ nhà sách, các cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm trên video game. Đầu tiên, chúng ta có ứng cử viên nặng ký từ nhà Nintendo, series Mario Party với hơn 10 phần. Bên cạnh việc đổ xúc sắc để di chuyển trên bản đồ, thì game cũng đem đến số lượng minigame cực kỳ đa dạng và phong phú. Với dàn nhân vật dễ thương từ nhà Nintendo cùng đồ họa tươi sáng, các bạn sẽ có những cuộc phiêu lưu hấp dẫn và đầy thư giãn, đồng thời cũng không kém phần gay cấn. Còn nếu như bạn không có các thiết bị Nintendo, thì trên PC những năm gần đây cũng đã xuất hiện một board game cực kỳ hot và được rất nhiều người để ý. Đó là Pummel Party. Hỗ trợ lên đến 8 người chơi khác nhau và game cũng sở hữu lượng minigame phong phú. Bên cạnh đó là sự đa dạng về bản đồ, giúp cho những cuộc vui trở nên khó đoán hơn. Tiếp theo là một board game đa nền tảng, gần gũi với cuộc sống của chúng ta hiện tại, đồng thời hứa hẹn đem lại những tràng cười sảng khoái. Đó chính là The Game of Life. Tựa game mô phỏng lại cuộc sống của một con người dưới dạng board game, với những hoạt động như kết hôn, sinh con, mua nhà. Đồng thời, bạn cũng sẽ cần tích lũy đủ kiến thức, số tiền và tình cảm để có thể tiến xa hơn trong cuộc sống trong game. Vậy chúng ta hãy cùng xem ai sẽ nếm 4 chữ hào quang rực rỡ trong The Game of Life nhé. Với số lượng game co-op cực khủng như vậy, thì cũng thật khó để chúng tôi liệt kê tất cả các game chỉ trong một video có thời lượng giới hạn như vậy. Chúng ta vẫn còn rất nhiều tựa game chất lượng nhưng chưa được nói đến. Và sau đây là một vài ví dụ. Qua video này, chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người có thể chọn cho mình tựa game phù hợp để chơi cùng với người thân, chiến hữu trong khoảng thời gian mùa hè. Bạn có ấn tượng gì với những tựa game trên? Hay muốn đề xuất một tựa game nào mà bạn rất thích? Xin đừng ngần ngại comment hay gửi email tới địa chỉ mà chúng tôi đã để ở phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những video sau. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.